Xin kính chào quý anh chị và cô bác. Hiện giờ là mình đang có mặt tại nhà ga cáp treo của núi Bà Đen. Bữa nay là mùng 4 Tết á, bây giờ là trưa của mùng 4. Là tình hình khách do tham quan ở đây đã đông hơn mùng 1, mùng 2, cái mùng 3 rồi. Và hồi sáng này là người ta kéo lên chùa với lên đỉnh á, là đông á. Còn giờ trưa là nó giãn bớt rồi các bạn. Là giờ mình cũng bớt có tình trạng mà xếp hàng rồi. Cái hướng bên đây là hướng từ cáp treo, từ nhà ga cáp treo trên chùa Bà xuống nè. À, những người này nhìn ta mới giờ đi chuyến chùa xuống nè. Còn tuyến cáp bên đây là các bạn, tuyến cáp bên tay phải này đang chạy nè. Đây là tuyến cáp lên chùa Bà đó, là cái tuyến cáp mới đó. Còn cái tuyến cáp phía bên trái, phía bên kia đó, là tuyến cáp đi thẳng lên đỉnh luôn. Còn đây là ở phía ngoài nè các bạn. Đêm nay các bạn, đêm nay mùng 4 là ở phía trước nhà ga cáp treo á của núi Bà Đen là sẽ có bắn pháo bông. Bởi vậy bữa nay mùng 4 Tết người ta đi rất là nhiều luôn. Ở đây mình thấy có một người bị ngất xỉu nè. Đây, mình thấy có người bị ngất xỉu nè. Không biết bị ngất xỉu vì lý do gì nữa, không biết là bị té hay là bị ngợp hay là bị bệnh nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lên đỉnh núi các bạn. Mình lên đỉnh núi để mình xem ở chắc chắn luôn các bạn, khỏi cần xem, chắc chắn là bây giờ trên đó rất là đông. Tại vì từ sáng giờ là người ta đi cáp treo lên đó rất là nhiều luôn. Bây giờ là cáp treo mới giãn ra là mình bắt đầu đi nè. Nè, đó các bạn nhìn nè, bây giờ người ta đang có một hàng dài đi, mặc dù chưa có xếp hàng dài lắm. Hôm nay mình đi cáp treo mình lại tiếp tục sử dụng cái thẻ này các bạn. Mình quạt thẻ mình đi nha. Mình tiếp tục sử dụng cái thẻ trải nghiệm không giới hạn dịch vụ cáp treo. Đó là mình đi cáp treo, mọi tuyến cáp treo trên núi Bà Đen luôn là sẽ không tốn tiền. Thẻ này có thời hạn là 1 năm nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi. Nhớ này. Chết qua giờ. Đây, ở trong đây khi mình đi là sẽ có nhân viên hướng dẫn tận tình cho mình hết, vừa hướng dẫn bằng hình ảnh mà vừa hướng dẫn bằng loa luôn. Đây, bây giờ mình quẹt thẻ mình sẽ đi phía bên trái nha, mình đi sát phía bên trái luôn. Ủa này sao không cho đi chị? À, đây là lối đi dành cho người quẹt thẻ, bởi vì mình không có đi ở cái bên kia nha. Rồi ok. Rồi mình đã quẹt thẻ xong nha. Giờ mình bắt đầu mình lên thang máy. Mình lên thang máy rồi mình mới tiến vô khu vực lên cáp treo được. Canh đi một cái ta ơi. Một người. Rồi bắt đầu xuất phát nha mọi người. Đó. Quá đã. Rồi xong mình tới chỗ rồi. Giờ mình sẽ lên trên đây coi tình hình khách trên đây đông như thế nào nha. Rồi cáp treo dở rận rồi bà con ơi. Đây đi cáp treo đây. Đi cáp treo đứng đợi vậy luôn nè. Quá chừng đông luôn. Đây cáp treo bây giờ là mọi người đang từ trên đỉnh núi đi hướng xuống dưới chân núi đó. Là mình sẽ phải xếp hàng dài như vậy nè. Trời ơi xếp hàng dài luôn. Đây xếp hàng dài cỡ này nè.
để mình quay chi tiết hết cho mọi người xem đoàn hàng này dài bao nhiêu ha. Tại vì người ta sắp xếp cho mình đi hình vòng á, để người ta tạo ra một cái hàng là có thể dài nhất luôn, để mình khỏi có chen lấn á. Quá trời quá đất à. Đây, trời ơi, chắc cả mấy ngàn người á, xếp từ ngoài sân luôn, xếp từ ngoài sân rồi đi hình vòng vòng ngoài sân hết mấy hàng á, rồi mình mới vô nhà có máy che ở trong, vô nhà ga máy che ở trong, rồi mình phải đi xuống thang máy sâu phía dưới rồi mình mới xuống, mới đi cáp treo xuống được. Wow, quá trời cái hàng này rồi. Đó, rồi xếp chiều ngang khoảng 5 hàng hay 6 hàng gì đó. Rồi mình kéo dài luôn. Tới chân nhà ga Văn Sơn luôn các bạn. Là đường đi như nè, là mình đi dài vô đây 5 hàng ha. 5 hàng mình đi vô đây nè, tới đây cái mình bo lại ra ngoài đây một cái. Bo ra ngoài đây một cái xong rồi mình mới vòng lại một cái nữa. Mình vòng lại một cái nữa xong rồi tới cái cửa nành này nè. Đó, xong rồi mình mới đi vô đó là 5 hàng là kéo dài luôn. Quá dữ. Đó. Đây là cái hàng cuối cùng nè. Cái đường vòng cuối cùng ấy, xong rồi mình mới quẹo qua đây. Mình mới bắt đầu mình đi vô cửa này. Đó, xếp hàng dài sọc luôn. Đó, bà con cô bác mình đang xếp hàng dài sọc luôn. Quá trời nắng luôn, ai có dù thì đỡ lắm. Còn hả, không có dù là thua. Đây nè. Gian nan. Đây quả thật một trải nghiệm kinh khủng khi đi cáp treo của núi Bà Đen dịp Tết nha các bạn. Còn ngày thường với cuối tuần thì vắng lắm, mình đi thoải mái. Còn Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 là thua. Đây là cái lượng khách mà đi giấc sáng các bạn. Giấc sáng người ta lên đây người ta chơi, bây giờ trưa rồi là bắt đầu trời nắng lên là người ta cũng đi chơi trên đây người ta xong rồi đó. Xong rồi đó, nên người ta cùng nhau xuống núi một lượt á. Là cái thời gian đó nhiều người đi cùng lượt đó, bởi vậy nên rất là đông luôn. Trời ơi, giờ cái hàng nó dài hơn hồi nãy nữa rồi nè. Bây giờ là khủng khiếp hơn hồi nãy nữa. Tại cấp treo các bạn, là một toa cáp treo là chỉ được có 12 người thôi, mà cáp treo thì chạy tốc độ có giới hạn á. Ôi ơi, nắng quá trời nắng, em bé kìa, nắng em bé kìa. Ở vậy kinh nghiệm rút ra là các bạn đi khu du lịch núi Bà Đen mà khi đi lên cáp treo những ngày Tết đó, là chúng ta nên thủ theo một cây dù nha, thủ theo một cây dù, với lại cùng với đó là mình phải canh cái giờ đi, mình canh cái giờ đi, mình đừng có xuống lượt chung với người ta. Mình phải xuống trước một xíu, hoặc là mình thấy người ta xuống đông rồi nè thì mình vô quán nước mình nghỉ mệt đi, mình nghỉ ngơi khoảng 30 phút hoặc một tiếng đi, là khi nào mà qua cái đợt khách đó là nó sẽ vắng hơn. Tuy nó không phải xếp hàng nhưng mà nó xếp hàng sẽ ngắn hơn và vắng hơn. Giờ mình nhìn từ trên cao nha. Mình không có vô xếp hàng các bạn, mình đứng ở ngoài đây mình nhìn á, mình nhìn đoàn người đông thì đông á, xếp hàng dài luôn mà phải đi cà nhích ngoài nắng á. Vừa nắng mà nóng nực, tội nghiệp cho mấy em bé nữa, có mấy em bé nhỏ xíu luôn, không có cây dù nào hết trơn, không có dù nào che cho em bé hết trơn.
Còn đây là trên núi Bà đây các bạn, trên đỉnh đây, khu vực quảng trường đây. Bây giờ mình lại khu vực quảng trường có đông như cái chỗ cáp treo không ha. Đây là khu vực nhà ga Tâm An nè. Khu vực nhà ga Tâm An này là nói từ chùa Bà lên tới đỉnh nè, rồi từ đỉnh mình xuống dưới chùa Bà nha. Rồi quảng trường đặt ngạt người luôn, kính người luôn các bạn ơi. Trưa nắng mà quảng trường đông như vậy nè. Ôi đông như hồi chiều hôm qua luôn. Mình tính trưa nắng ta đi ít chứ. Trời ơi, đây có chỗ này nghe, hồ sen phun sương đẹp nè các bạn. Mình ngồi chụp hình nó mờ ảo đẹp lắm, quá đẹp luôn. À, người dân du khách đang chụp hình ở cái hồ này nhiều lắm, tại vì có sương ảo đẹp. Đó. Đây là các bạn, đẹp ghê không, quá đẹp luôn. Đây là ở giữa quảng trường đây, quá chừng đông luôn. Còn chỗ này là mình nhìn xuống tượng Phật Di Lặc nè các bạn. Đây là mình chỉ có thể nhìn thấy dai thôi, thấy dai của tượng Phật thôi, với thấy du khách đang đi chơi phía dưới. Bữa nay trời trong đẹp lắm các bạn. Ở ngay chỗ này là mình có thể phóng tầm mắt mình nhìn xuống đồng bằng phía dưới với lại bên hồ Dầu Tiếng nè các bạn. Đó, tượng Phật hướng về hồ Dầu Tiếng. Quá chừng các bạn, đỉnh núi Bà Đen thất thủ thiệt rồi. Trưa mùng 4 Tết là từ bữa mùng 1 tới nay là chỉ có trưa nay là đông nhất các bạn. Đó, nãy giờ là mình quay cho các bạn xem cái cảnh đông ở trên đỉnh núi rồi đó. Còn ở dưới nhà ga dưới chân núi là do lúc nãy mà người ta lên một lượt rồi đó, nên bây giờ trên đây người ta bắt đầu xuống nè. Nó bây giờ đây kẹt. Còn nãy lúc sớm á, lúc khoảng 10 giờ là ở dưới nhà ga là bắt đầu đi lên đây nè, là cũng xếp hàng y chang trên đây đó. Các bạn đi thì chúng ta né cái thời khóa biểu đó ra nha. Giác sáng á là sẽ dưới nhà ga sẽ đông, còn giác giữa trưa á là nhà ga ở trên đây là sẽ đông. Quá đẹp luôn. Sương bay huyền ảo. Trời ơi, coi nè, mát ghê luôn á. Trời ơi, đẹp quá. Đỉnh núi Bà Đen đẹp quá, nhưng mà đi bữa nay thì cũng xếp hàng dữ quá. Đó, đây là quảng trường nè các bạn. Do tối nay là có đốt pháo hoa đó, nên bởi vậy bữa nay người ta đi đông lắm. Rồi, các bạn coi nè. Giờ hiện giờ ở trên đỉnh núi Bà Đen là mình đoán khoảng có mấy ngàn người. Chỗ nào cũng có người hết. Mà khu vực trên đỉnh núi Bà Đen là rộng lắm. Để mình quay lại khu vực cáp treo coi giờ người ta xuống bớt chưa ha. Bây giờ trên đây là mỗi người đều tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi nha các bạn. Tại ta đi chơi đây nắng mệt á, mà trên đây quán xá nó nhiều lắm nhưng mà không có đủ đáp ứng được, nên giờ người ta phải nằm ngủ vậy nè. Rồi cái đoàn xếp hàng không hề giảm nha các bạn. Đây để mình lại gần mình quay cho các bạn xem. Cái đoàn nó vẫn dài, vẫn đông như nãy. Mình thấy nó muốn dài hơn nữa nè, ngay chỗ cái khúc đuôi nè, cái khúc đuôi giờ dài hơn nãy chút nữa nè. Trời ơi, giờ này mà muốn xuống là mình phải đợi mình ngồi mình chơi thêm một tiếng đi cho giãn bớt rồi mình hả xuống. Quá trời dữ luôn. Đây nè, trời ơi, đi hình dích dắt, đi xếp hàng đi vô rồi đi ra rồi đi vô lại nữa rồi mới vô trong được, mà mình phải đi từ từ nữa. Chết luôn thiệt, nắng nôi. Mình mà đi mà thấy mấy cảnh này thì mình sẽ từ từ xuống sau. Mình ở 1-2 tiếng nữa mình ngồi mình ngắm cảnh hoặc mình lướt Facebook mình chơi cũng được. Rồi từ từ mình xuống sau. Trời ơi, quá trời luôn. Đây xếp hàng quá chừng dài nè.
Bây giờ mình qua bên đây cái khu ẩm thực bên đây nè, mình thấy bàn người ta cho khách ăn là cũng khách cũng ngồi hết trơn luôn rồi. Quá chừng đông rồi. Ở trên đây là mới mở thêm một khu ẩm thực bên kia nữa mà vẫn không đáp ứng đủ bàn ghế được luôn á. Lượng du khách năm nay lên đỉnh tăng các bạn, tăng đột biến. Hồi năm rồi là mình thấy tăng vậy là dữ rồi. Mà năm nay là do có tượng Phật Di Lặc á, với thêm vài công trình nữa nên năm nay tăng kinh khủng luôn. Đây nè, thôi nãy giờ mình cũng cập nhật tình hình xếp hàng đi cáp treo rồi các bạn. Rồi hồi sáng mình cũng cập nhật tình hình giao thông ở ngoài coi có kẹt xe không á. Thôi giờ mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Các bạn đăng ký kênh để xem những thêm tiếp những video mình cập nhật tình hình từ đây cho tới tối luôn nha. Rồi ngày mai là mùng 5, mùng 6, mùng 7 luôn nha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.